Nhận thấy sự cần thiết của sữa mẹ và thấu hiểu những thiệt thòi khi trẻ sơ sinh không được bú mẹ, đặc biệt là trẻ sinh non, nhẹ cân, bệnh lý, Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam đã hoàn thành ngân hàng sữa mẹ vệ tinh từ đầu năm 2020 với sự hỗ trợ của tổ chức FHI 360 và Ngân hàng Sữa Mẹ Đà Nẵng. Sự ra đời của Ngân hàng Sữa Mẹ Vệ Tinh đã, đang và sẽ tiếp tục giúp những trẻ bệnh nặng, chưa thể bú sữa mẹ đẻ, đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam có thể tiếp cận với nguồn sữa mẹ hiến tặng an toàn, trở thành một liều thuốc đặc biệt giúp tăng cường khả năng sống sót cho trẻ. Để tạo nên ngân hàng sữa mẹ vệ tinh, bảo đảm và mang lại nguồn sữa an toàn tốt nhất cho trẻ, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam đã nỗ lực từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, đặc biệt là chương trình đào tạo mạng lưới triển khai ngân hàng sữa mẹ vệ tinh. Toàn bộ đội ngũ phụ trách đã được đào tạo về kiến thức trong quá trình vận hành. Trong đó, đơn vị đã tổ chức một khu dành riêng cho ngân hàng sữa mẹ vệ tinh với đầy đủ trang thiết bị phòng ốc. Khoa chúng tôi hiện tại có 15 bác sĩ, như vậy là chúng tôi đã chuyên khoa hóa cho một số bác sĩ trẻ liên quan tới lĩnh vực phẫu thuật phụ khoa. Chúng tôi hy vọng với những cái sự chuyên khoa hóa như vậy, kèm với cái sự đầu tư của ban giám đốc, thì tôi nghĩ với cái sự là cải thiện về cái cách làm việc, giống như là phát huy hết cái vai trò của cái đội ngũ trẻ, thì tôi hy vọng là họ sẽ là ngoài cái việc mà ứng dụng những cái khoa học kỹ thuật tiến bộ, thì các bác sĩ sẽ nâng cao cái tinh thần trách nhiệm của mình để phục vụ người bệnh ngày càng tốt hơn. Theo thống kê, hàng năm Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam tiếp nhận khoảng 3.500 sản phụ đến sinh tại bệnh viện. Trong đó có nhiều trường hợp mẹ sinh non cũng như mắc các bệnh lý tim mạch, tiền sản giật nặng, nhau tiền đạo, có chỉ định chấm dứt thai kỳ sớm. Vì vậy, số trẻ sinh non, nhẹ cân, gần 1.000 em được ra đời theo phương pháp mổ lấy thai. Việc được tiếp cận với nguồn sữa chất lượng ngay khi chào đời từ Ngân hàng Sữa Mẹ Vệ Tinh Quảng Nam đã giúp trẻ khỏe mạnh, lớn lên từng ngày. Ngân hàng sữa mẹ nó rất chi là hay, nó hay ở chỗ là khi mà mình thiếu sữa là cái ngân hàng đó lúc nào nó cũng cung cấp lượng sữa, và nó không hạn chế về thời gian mà cái lượng sữa cung cấp cho thai nhi. Thì cái đó cũng cái hay, và đặc biệt là cái sự nhiệt tình của các anh chị ở cái bộ phận ngân hàng thì cũng nhiệt tình, cũng chia sẻ, vì khi mình sử dụng mình cũng đâu biết đâu, thì họ cũng đã chia sẻ cách sử dụng, cách bảo quản, xử lý như thế nào. Chúng tôi thấy rằng cái hiệu quả đem lại của ngân hàng sữa mẹ vệ tinh rất là tốt cho bà mẹ và trẻ sơ sinh. Cụ thể là trong 3 năm mà sử dụng sữa mẹ thanh trùng thì chúng tôi chưa thấy trường hợp nào em bé có những tác dụng phụ hay những là tai biến trong vấn đề sử dụng sữa mẹ thanh trùng, và cái điều này đem lại cái sự hài lòng của người bệnh. Sự ra đời của Ngân hàng Sữa Mẹ Vệ Tinh là nỗ lực rất lớn của đội ngũ bác sĩ và nữ hộ sinh ở nơi đây. Dù mệt mỏi, áp lực, tăng thêm việc, nhưng ai cũng phấn khởi, đồng thuận chia sẻ công việc với nhau vì mục tiêu chung là thúc đẩy nuôi con bằng sữa mẹ. Họ lấy tiếng khóc của trẻ khi chào đời, niềm hạnh phúc của mỗi gia đình trong khoảnh khắc mẹ tròn con vuông là động lực để cống hiến. Chứng kiến những sản phụ và những người nhà vô viện sinh, thì sau khi mà họ trải qua những cái phút dài mà trong phòng sinh cực khổ cũng như là vui sướng, thì mình cũng thấy là mình có một chút cộng đồng, và mình cũng thấy là mình rất là vui khi mà chứng kiến khi mà em bé nó chào đời. Với nhiều giải pháp y tế, tháng 10 năm 2019, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam đã được Bộ Y tế công nhận là một trong 5 bệnh viện đầu tiên trong cả nước đạt danh hiệu bệnh viện thực hành nuôi con bằng sữa mẹ xuất sắc. Và điều quan trọng hơn là tỷ lệ nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn tại thời điểm xuất viện ở khoa phụ sản ngày một tăng. Nhận thức của sản phụ, người nhà và cộng đồng về việc nuôi con bằng sữa mẹ ngày càng cao, góp phần mang lại những hiệu quả lâu dài cho sức khỏe của bà mẹ và sự phát triển tương lai của trẻ.